Sau nhiều năm thi công dang dở, tuyến đường từ trung tâm huyện Công Chơ Ro đến xã Đắk Pling đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư để hoàn thiện việc xây dựng công trình này. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng cam kết với chủ đầu tư. Với tổng nguồn kinh phí là 51,6 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện phần chưa thi công và hoàn thiện của dự án dang dở do Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Bình An để lại, có tổng chiều dài toàn tuyến đường là 37 km. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Kiên và Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Đức Sang trúng thầu thi công dự án này trong 2 năm. Trong đó, vốn bố trí năm 2014 là 17 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11/2014, hai đơn vị trên đã hoàn thành khối lượng tương ứng với nguồn vốn đã bố trí và tiếp tục triển khai thực hiện khối lượng công trình của năm 2015. Công ty Trung Kiên là thi công 15 km từ 0 đến km 15 và còn lại là Công ty Hoàng Đức Sang. Thì kế hoạch vốn năm nay là 17 tỷ, thì hiện nay đến tháng 11 là hai công ty đã tiến hành ra là thực hiện đã hết nguồn vốn của bố trí 2014, và chúng tôi cam kết với chủ đầu tư rằng là dự án chúng tôi làm sẽ chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ và vượt tiến độ theo với cái hợp đồng đã ký. Tuyến đường từ trung tâm huyện Công Tro qua các xã Yama, Đắk Cơ Ninh, Sơ Ró, Đắk Song, Đắk Pling là tuyến đường độc đạo và là tuyến giao thông huyết mạch đối với các xã phía đông của huyện Công Tro. Trước đây, tuyến đường này xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân trong vùng. Vào mùa mưa, người dân ở các xã nói trên thường bị cô lập bởi nhiều đoạn đường chìm trong nước. Giờ nhiều đoạn trên tuyến đường đã thông suốt, người dân rất phấn khởi. Trước thì đi không bằng nay đâu. Này cũng đỡ hơn, trước đường cũng xấu, nhà nước cũng chưa đầu tư. Bây giờ là đi khỏe. Theo thiết kế, tuyến đường này được thi công bằng bê tông, mặt đường rộng 6,5 m, trong đó mặt đường bê tông là 3,5 m, độ dày 20 cm. Hai bên đường là hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, để tiếp tục thi công phần khối lượng công trình của năm 2015, các đơn vị thi công yêu cầu bố trí nguồn vốn kịp thời. Ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành và Ủy ban huyện Công Chơ Ro bố trí được nguồn vốn thì chúng tôi sẽ thực hiện hoàn thành công trình này trước mùa mưa năm 2015 để cho phục vụ cho nhân dân đi lại được thuận lợi. Những ngày cuối năm 2014, dự án đường vào xã Đắk Pling vẫn đang tấp nập thi công với quyết tâm sớm hoàn thành con đường mơ ước. Mỗi một mét đường hoàn thành cũng như niềm mong mỏi hy vọng của người dân sớm trở thành hiện thực. Từ đây, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại, mở rộng thông thương, mua bán các sản phẩm nông sản với các vùng lân cận.